Trước tình trạng thiếu hụt quá tải của lực lượng tình nguyện chống dịch, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu ngành y tế vận động và sử dụng các bệnh nhân COVID-19 đã hoàn thành điều trị tham gia tình nguyện phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, yêu cầu Giám đốc Sở Y tế trong ngày 13 tháng 8 phải có báo cáo tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 vận động sử dụng các bệnh nhân COVID-19 đã hoàn thành điều trị để tham gia tình nguyện phục vụ phòng chống dịch như công việc tham gia, chế độ hỗ trợ. Theo tổ điều phối nguồn nhân lực tham gia phòng chống dịch COVID-19, thành phố Hồ Chí Minh cần ít nhất hơn 12.000 người để bổ sung lực lượng phòng chống dịch tại các quận huyện, khối điều trị COVID-19 và khối cấp cứu. Hiện nay số lượng bệnh nhân COVID-19 nặng đang tăng. Thành phố Hồ Chí Minh rất cần lực lượng bác sĩ điều dưỡng đủ trình độ khám, điều trị bệnh nhân COVID-19, đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn về hồi sức tích cực, hồi sức nâng cao.